Phát hiện thi thể của bà bị phân hủy dưới mương nước nghi do bị sốc nhiệt. Người thân cho biết trước đó bà B đi mò ốc ngoài đồng nhưng không thấy về nhà. 5 ngày sau, người dân phát hiện bà B đã tử vong dưới mương nước, thi thể đang trong quá trình bị phân hủy. Ngày 2 tháng 5, ông Vũ Đình Căng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An cho biết, cơ quan chức năng và công an đã bàn giao thi thể một người phụ nữ 68 tuổi tử vong bất thường dưới mương nước giữa đồng cho gia đình đưa về quê mai táng. Ông Căng cho biết trước đó vào sáng ngày 1 tháng 5, người dân xóm 6 xã Tân Thành nghe mùi hôi thối nồng nặc ở cánh đồng phía sau nhà nên đi ra kiểm tra. Khi đến một con mương giữa đồng, người dân hốt hoảng phát hiện thi thể một người phụ nữ tử vong trong tư thế nằm úp. Thi thể đang trong quá trình phân hủy mạnh, bốc mùi hôi thối. Nhận được tin báo, chính quyền địa phương, cơ quan công an đã lập tức có mặt tại hiện trường khám nghiệm để điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc. Kiểm tra nạn nhân, cơ quan chức năng không phát hiện giấy tờ tùy thân nên đã phát thông báo tìm thân nhân. Đến chiều tối ngày 1 tháng 5, người thân nạn nhân đã đến trình báo và nhận thi thể. Danh tính nạn nhân sau đó được xác định là bà B, 68 tuổi, trú tại xã Long Thành, huyện Yên Thành. Được biết bà B có hoàn cảnh rất khó khăn, thường đi mò cua bắt ốc mưu sinh mỗi ngày. Người thân cho biết trước đó bà B đi bắt ốc ngoài đồng nhưng không thấy về nhà, mãi 5 ngày sau mới phát hiện thi thể của bà B trên cánh đồng. Lãnh đạo xã Tân Thành nói rằng thời điểm này nắng nóng có thể bà ấy đi bắt ốc ngoài đồng, bị sốc nhiệt dẫn đến tử vong. Khu vực này là ít người qua lại nên không ai biết để ứng cứu kịp thời, lãnh đạo xã Tân Thành chia sẻ.